xin chào anh chị mình buổi sáng hôm nay thì em có lên cho anh chị mình một cặp bò đực màu coi nha một con man và một con ba bơi ma này thì đầu trụi sáng mặt sẽ lưng thì nghiêm chỉnh bò này thì hồi sáng thì em có tắm nha anh chị tại dính phân thì em cũng có tắm sạch sẽ rồi nha đó nhìn, nhìn lông thì nó hơi bị ướt nha anh chị màu da thì con bò này thì nó màu đổ mặt rất là đậm bò ở về mặt giò cẳng hay là về mặt cu giấy mặt mài gọn gàng đầu trụi ha hoàn toàn nghiêm chỉnh hết thì à, tình trạng hai con bò này á, thì nó thuộc về bò mù coi nha anh chị tại vì mẹ hai con bò này á, thì hồi nhỏ thì gặp sự cố nha nên là nó thành mồ coi luôn cái con à, bò ra man trụi này á, thì nó cao là chín tắc mốt nha anh chị Đó chín tắc mốt ha nó gần 5 tháng con này với lại cái con ba bê bên kia á, thì hai con này á, thì nó đã cứng bò hết rồi nha anh chị nó ăn uống hết rồi nha đó đã cứng lắm rồi nha anh chị đó con man này là con bò vàng nha anh chị đó, một con bò vàng cao là 9 tắc mốt nha anh chị. Tình trạng thì em bao tật lỗi cho anh chị mình nha. Đó, gần 5 tháng nha anh chị. đã gần 5 tháng bò nha. Bây giờ thì em xem em quay cái con bò đực ba bơi màu coi số 2 để cho cô chú chị mình xem ha. Hiện tại thì đang ăn cám nha anh chị. Đó, tình trạng con bò này đang cám nè chị coi nè. Đang liếm cám ăn nha. Con bò ba b này thì nó thuộc về ba b đỏ nha anh chị. Bò này thì tình trạng thì em nó cũng hoàn toàn là nghiêm chỉnh hết đó xá tích đầu trụi giò cẳng cu giấy ok hết nha anh chị anh chị mình coi nè đang ăn cám nha anh chị cám thì anh chị mình lấy cám mấy cái anh chị mình pha nước cho nó uống ha đó con bò ba bê mồ côi này thì nó cao là 8 tấc tư nha anh chị nó gần 4 tháng nha thì hai con này thì nó đã biết ăn hết rồi nha anh chị ăn uống này cứng hết rồi nha và hai con bò này thì em bán cho anh chị mình giá chỉ có 12 triệu 500 ngàn nha 12 triệu 500 ngàn anh chị mình sẽ chốt được cái cặp bò màu coi giá rẻ này nha anh chị đặc biệt nữa là hai con bò này á là hai con bò đực nha anh chị hai con bò đực nha giá chỉ có 12 triệu năm trăm mà đây là cái giá rẻ để cho cô chú anh chị mình ít tiền để mình đầu tư hai con bò này đem về nuôi nha rồi anh chị mình ưng thì cứ alo cho em